Thực tế, trong nhiều năm qua, các siêu thị đã từng bước chuyển từ việc cung cấp túi ni lông một lần cho khách hàng sang loại túi có thể tái chế và hạn chế tối đa số lượng túi ni lông phát cho khách trong mỗi lần mua sắm. Đến thời điểm hiện tại thì vẫn có một lượng lớn khách hàng vẫn chưa hiểu được, cũng như chưa thẩm thấu được cái tác hại của túi ni lông dùng một lần đến môi trường, cho nên là cũng có những cái phản ứng không được tích cực cho lắm. Khi mà chúng tôi áp dụng những cái phương pháp để giảm thiểu túi ni lông dùng một lần đó, khi mà họ có cái hoạt động mua sắm tại siêu thị, thì những cái lúc đó là chúng tôi còn phải tăng cường tư vấn tuyên truyền để làm sao mọi người ngày càng hiểu hơn, cũng như là cùng chung tay đối với siêu thị, cũng như là chung tay đối với các cơ quan ban ngành để mình thực hiện cái hành động đó. Thói quen sử dụng túi ni lông dùng một lần trong mua sắm không phải là điều có thể thay đổi ngay trong một sớm một chiều, nhưng cũng không phải là điều quá khó khăn khi nhận thức của người bảo vệ môi trường đang ngày được nâng cao. Là người chịu trách nhiệm mua sắm thực phẩm cho cả gia đình, việc sử dụng túi ni lông khi đi chợ siêu thị đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của gia đình chị Huyền. Hầu như tất cả các loại túi ni lông được chị Huyền sử dụng chỉ với mục đích vận chuyển hàng hóa từ siêu thị về nhà. Tuy nhiên, từ khi biết các tác hại của túi ni lông ảnh hưởng không tốt đến môi trường cũng như cuộc sống con người, chị Huyền đã dần thay đổi thói quen của bản thân. Bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe của con người là quan trọng nhất. Mình nên ưu tiên cái đấy, còn tất cả những cái gì mà mình có thể khắc phục được hoặc là hạn chế được, tối đa những cái vật liệu mà nó không mang lại cái không tốt cho môi trường ấy, thì mình có thể nên thay thế hoặc là hủy bỏ nó đi. Từ việc mang về nhà 5 đến 7 chiếc túi ni lông dùng một lần sau mỗi buổi đi chợ mua thực phẩm, bạn sinh viên Nguyễn Thúy Hiền đã có những cách làm riêng để hạn chế sử dụng túi ni lông. Cái mang làm mang giỏi thì mình là sinh viên thì lúc mà thường là đi học về sẽ tiện đường vào thì mình thì cùng lắm mình sẽ bỏ vào cặp ba lô cặp sách thôi. Ví dụ mình đi chợ ở nhà ấy thì mình sẽ đem một cái túi riêng. Từ việc hạn chế đến tiến tới nói không với túi ni lông dùng một lần, không chỉ cần sự vào cuộc từ phía người bán hàng mà còn cần có sự chung tay của người dân trong mỗi lần mua sắm.